còn tôi không ăn như thế. Vì tôi mà được ăn thỏa thích, được ăn thỏa thích dù béo không âu lo. Vì tôi thấy rất vui và những lúc ăn no, giấc mơ đồ ăn ngập tràn ngập tràn muôn năm. Video của chị đến đây kết thúc rồi. Nếu các em thích video này, hãy cho chị một like.